Mình là Hu Giao Quỳnh. Hôm nay Hu Giao sẽ cùng các bạn tiếp tục leo rank đấu trường với đội hình tướng Ri. Ở cái chương sau hiện tại này mình yêu cầu là STR anh hùng, và cái tăng cường ở đây là cái khả năng nạp lại trên dây và cái grip 100%. Thì cái grip ở đây có nghĩa là cái chí mạng các bạn. Thì một cái đòn đánh thông thường đó, nó đem lại 100 sát thương, thì cái đòn chí mạng nó sẽ đem lại 200 điểm sát thương. Nhưng mà ở đây nó tăng cường cái khả năng chí mạng là 100%, có nghĩa là tất cả các đòn đánh của những cái con STR anh hùng này là gần như là nó đều chí mạng các bạn, tại vì tỷ lệ xuất hiện của nó là 100% luôn. Rồi cái tăng cường nạp lại trên dây thì cái này thể giúp cho những con tướng của bạn hồi MP cực kỳ nhanh luôn. Với những con tướng mà ở trường sa này nó được buff mà nó được hồi MP nhanh á, thì nó sẽ có cái khả năng xuất ulti rất là lẹ luôn ha. Và cái ulti của nó mà kèm theo cái creep nữa thì các bạn biết cái sát thương nó cực kỳ lớn. Nó giải quyết được cái nhược điểm của những cái con tướng STR anh hùng, đó là cái khả năng tấn công bị hạn chế. Ok, mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu về cái đội hình phòng thủ ở trong lần này nhé. Thôi, mình sẽ giới thiệu sơ qua về những cái con tướng được buff ha. Nó có con hiệp sĩ hoa hồng nè, thợ rèn linh hồn nè, hiệp sĩ địa ngục nè, Sweatlay người giữ lời thề, và con Bucky. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. 5 con tướng được buff ở chùm sao lần này. Ngoài ra còn một con tướng rất là mạnh, đó là con siêu hấu thủ. Bạn nào mà có siêu hấu thủ thì mình sẽ nói các bạn là nếu các bạn dùng siêu hấu thủ thì ở chùm sao lần này rất dễ dàng cho các bạn leo top luôn nhé. Nếu mà không đụng vào những cái đội hình mà có những cái con tướng mua mà nó quá trâu bò thì siêu hấu thủ là gần như là một cái con mà mạnh tuyệt đối. Các bạn né những cái con mà như con hộ vệ gừng già này nè. Đó. Khi mà cái chùm sao này các bạn đụng hộ vệ gừng già này á thì nó hơi bị cứng một xí ha. 4 con luôn. Rồi, kèm theo một con hồi máu, con hoa tiên. Rồi, ok, đây là một cái đội hình và cái dạng là gọi là đội hình kim cương đó các bạn, với cái khả năng phòng thủ cực kỳ cao ha. Thôi, đội hình đầu tiên mà Huga chọn tấn công á là một cái đội hình mà nó cũng khá là giống mình luôn các bạn. Nó sử dụng 3 con tăng cơ đều phòng thủ, một con tập xa để tấn công á, kèm theo đó là một cái con tiểu quỷ để hồi máu. Thì bây giờ Huga sẽ cùng các bạn cố đánh bại cái đội hình này nhé. Ok, hiệp sĩ hoa hồng. Ở cái đội hình đó thì mình có thể dùng con Bucky để mình lợi dụng cái chiêu choáng của nó ha. Mình dùng thêm con hiệp sĩ địa ngục. Hiệp sĩ địa ngục nó sẽ có một cái chiêu đó là đóng băng cả cái đội hình đối phương. Rồi hoa tiên hồi máu và một con nữa mình sẽ chọn kẻ lừa đảo. Kẻ lừa đảo nó có khả năng đó là làm cho bên đội hình đối phương không thể hồi MP, thì đó là một cái lợi thế cho mình. Chị Khai. Ok, con người cây ra đâu. Cố lên, cố lên. Hiệp sĩ địa ngục. Mày hả? Chết mày chưa cho mày cười. Chết mày chưa cho mày cười. Cây hả? Ở cưa cây luôn. Cưa cây ở đó đóng băng rồi các bạn ơi, rất là nhanh chóng luôn. Hiệp sĩ địa ngục đã đóng băng được nó. Hoa tiên hồi máu lên, quá hay hoa tiên ơi. Hiệp sĩ hoa hồng, hiệp sĩ hoa hồng của ulti có thể gây choáng cho hình đối phương. Tiếp đến là kẻ lừa đảo. Mày hả? Kẻ lừa đảo làm cho cái đội hình nó không hồi MP thì nó sẽ không xuất được ulti. Choáng tiếp nè, một cái choáng đến từ Bucky các bạn. Một cái đội hình mà phải nói là khá là hiệu quả luôn anh em. Chết mày chưa, cho tụi mày chưa, chết tụi mày chưa, mày hả? 4 con đã nằm xuống rồi. Huga đã giành chiến thắng ở cái chùm sao lần này các bạn, một cái chiến thắng 3 sao dành cho mình nhá. Ôi, tiếp theo Huga sẽ đụng một cái đội hình mà sở hữu hai con tướng mua vàng luôn các bạn. Thì trong đó có một con sát thủ và một con phải nói là cái kiểu của nó giống như là phép vậy các bạn. Bây giờ mình sẽ dùng con hoa hồng nè, hiệp sĩ địa ngục nè. Ở cái đội hình này á, thì rất là khó cho Huga trong việc mà dùng con hoa tiên để hồi máu, cho nên là Huga quyết định Huga bỏ. Huga dùng con Bucky, ba con tăng cơ. Một con tướng mà có thể là rất là hiệu quả trong cầm sao lần này đó là con siêu pháo thủ. Vị trí còn lại Huga sẽ chọn một cái con mà nó tầm
ta đi, thần thủ. Ok, triển khai. Ở cái chùm sao lần này á, thì quy lực của siêu pháo thủ thì khỏi phải bàn cãi rồi các bạn. Thấy mỗi một đòn đánh của siêu pháo thủ gây ra là bình thường nó đã rất là thốn rồi. Ở cái chùm sao lần này nó được thêm một cái 100% chí mạng. Gần như là mỗi một đòn đánh của nó như thể là một cái ulti luôn vậy đó. Các bạn thấy cái ulti của siêu pháo thủ nó xuất hiện một phát là gần như là triệt hạ cả cái đội hình đối phương luôn. Ôi giời, chết tụi mày chưa, cho tụi mày chưa, tướng ngu à. Ôi, mình lại giành thắng lợi để các bạn tăng được 13 hạng. Ôi, tiếp theo mình sẽ đối đầu một cái đội hình sở hữu ba con tướng mua các bạn. Trong đó còn đòn gào bù vàng luôn nhá. Ok, thì đầu tiên là hiệp sĩ Hỏa Hồng, một con tướng không thể bỏ rồi. Hồi máu qua tiên. Mình chọn hiệp sĩ địa ngục. Cái đội hình này mình sẽ chọn con siêu pháo thủ và con Bucky. Rồi, triển khai. Đòn gào bù nó sẽ lao vào phía sau, nó ám sát con hoa tiên của mình nè các bạn đó. Nhưng mà mình sẽ có những con tướng theo hỗ trợ hoa tiên hồi máu lên. Chết tụi mày chưa, cho tụi mày chưa, đóng băng mày lại nè con, dám đánh hoa tiên ta, dám đánh hoa tiên ta, choáng nè, choáng một bất kỳ, choáng đúng rồi. Siêu pháo thủ xẻ đôi cả bầu trời, hồi máu lên hoa tiên ơi. Quá hay luôn, quá hay luôn. Đội hình của mình quá mạnh các bạn, quá nguy hiểm. Đóng băng mày lại nữa nè. Đó. Để coi mày đánh tao kiểu gì nha. Choáng, choáng, choáng nó, choáng nó, choáng nó, bất kỳ, bất kỳ. Hay quá. Chết mày nữa, ăn trọn một cú ulti đến từ siêu pháo thủ các bạn. Hồi máu lên. Con gà bu nó vẫn chưa chết. Nó vẫn còn được hồi máu từ con thợ dệt chi thức các bạn. Tiếp tục là một đoàn đóng băng đến từ hiệp sĩ địa ngục, hồi máu đến từ hoa tiên này. Rồi đông gà bu đã chính thức ra đi các bạn. Hiệp sĩ địa ngục ulti, hiệp sĩ địa ngục của mình đã đóng băng hiệp sĩ hoa hồng của đối phương rồi. Hoa tiên của Huga đã nằm xuống sau một cái nỗ lực hỗ trợ rất là nhiệt tình cho cả đội. Đây, bây giờ thì đội hình bên kia chỉ còn có ba tướng thôi các bạn. Hiệp sĩ địa ngục của mình đã mất một mạng rồi và đã được hồi sinh lại. Hiệp sĩ khoa học ulti gây choáng cả đội hình đối phương. Bây giờ đến lúc mà siêu pháo thủ ra tay. Đấy, một cái ulti của siêu pháo thủ đã tiễn hiệp sĩ khoa học của đối phương về với bên kia thế giới á. Tiếp đến là thợ dệt tri thức. Thợ dệt tri thức mày choáng là chết rồi con ơi. Người dẫn đường mày hả, người dẫn đường. Chết mày nè, người dẫn đường. Ui, người dẫn đường nó vẫn còn đang cố gắng đáp trả lại những cái đòn tấn công. Ôi, Huga đã giành thắng lợi ở cái đội hình lần này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye.